Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 11 tháng 12 năm 2021 về việc xe chở keo lao xuống suối. Ba người gặp nạn, xe tải chở gỗ keo đâm gãy lan can trên đường quốc lộ 48, địa phận huyện Quế Phong. Khiến một người tử vong, hai người bị thương, gần 19 giờ ngày 10 tháng 12 xe tải chạy tới địa phận xã Thông Thụ, Quế Phong tự lao sang phải. Đâm gãy lật lan can bằng sắt ở sát mép cầu Sốp Chảo, sau cú đâm, xe lao xuống suối lật ngửa. Gỗ vương vung vãi, ba người đàn ông trên cabin được người dân hỗ trợ chuyển đi viện cấp cứu. Tuy nhiên nam tài xế tử vong cùng ngày, chính quyền xã Thông Thụ bước đầu nhận định xe tự lao vào lan can đường trong lúc đang xuống dốc. Trời không mưa, vị trí xe lật ngửa so với mặt đường cao hơn 5m. Sáng 11 tháng 12, nhà chức trách đang làm rõ sự việc. Xe gặp nạn được cẩu khỏi hiện trường, lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.